Xin chào tất cả anh chị em ở Ngày hôm nay thì là một ngày rất là đẹp trời Và tôi thấy rằng là ở dưới kia thì Các phường xã đang tấp nập là tiêm chủng Để làm sao hoàn thành được cái mục tiêu là đến hết Ngày 15 tháng 9 năm 2021 Thì cả thành phố Hà Nội Có thể là sẽ được tiêm chủng đầy đủ cho toàn dân Những người trưởng thành Để sau đó chúng ta có thể tính tiếp các cái bước Như là bớt giãn cách xã hội Và quay trở lại một cuộc sống bình thường sau một thời gian rất là dài mà chúng ta đã bị cách ly và gặp rất nhiều khó khăn trong công việc và cuộc sống. Thế thì ngày hôm nay chủ đề của tôi sẽ là một chủ đề mà chắc hẳn sẽ rất nhiều bạn có quan tâm. Đó chính là cái chủ đề 10 cái nỗi ân hận trong cuộc đời của chúng ta mà có thể đâu đó chúng ta đều đã gặp phải. Vậy thì nếu chúng ta biết sớm hơn về 10 cái sự ân hận này thì chúng ta sẽ có thể có được những sự thay đổi cần thiết để mai sau khi mà nhìn lại cái quá khứ của mình chúng ta không cảm thấy ân hận nữa thế thì tôi xin phép được bắt đầu bằng một cái ân hận lớn mà chúng ta bất kỳ ai đều có thể vướng phải đó chính là không chịu học hỏi à, mặc dù tôi là một tiến sĩ và cũng gọi là dân học hành thế nhưng mà đôi khi mình nhìn lại mình vẫn phải tặc lưỡi một câu là ổ giá mà ngày xưa mình học cái điều đó cẩn thận hơn mình biết nhiều thứ hơn thì bây giờ mình đã không vất vả như thế này, đúng không à, ạ? Chúng ta đều có thể ân hận về đã không dành thời gian học tiếng Anh cho tốt, không học thêm một thứ ngoại ngữ nữa, không học thêm một kỹ năng, không tranh thủ những lúc như là dịch bệnh thế này để có thể hoàn thiện được cái khả năng ví dụ như là làm YouTube hay là quay video của mình. để rồi khi bắt đầu vào công việc thì chúng ta lại còn dành rất nhiều thời gian để mà chúng ta phải bổ sung những kỹ năng như vậy mà đúng ra chúng ta học hành từ trước đây. Thế cho nên vì vậy là cái việc mà không học là một nỗi ân hận rất lớn trong đời người, đời người thì hữu hạn trong khi cái kiến thức thì mênh mông, vậy nên là không chỉ dựa vào các cái trường lớp mà chúng ta cần học ở mọi nơi mọi lúc. Bây giờ chúng ta có cả chục người thầy, học từ sách vở này, học từ thầy giáo này, học từ bạn bè, học từ đối tác, học từ người thân, học từ bố mẹ gia đình, anh chị em, học từ cấp trên, học từ cấp dưới, học từ đối thủ, học từ chính sai lầm thất bại của chúng ta học từ thành công của chúng ta học từ những cái trải nghiệm mà chúng ta có được đúng không ạ và học trên internet một cái kho tàng vô cùng mênh mông vì vậy là nếu chúng ta không học bây giờ chúng ta phải trả giá rất nặng về sau vì thời bây giờ là cái thời mà người ta nói rằng là gì ạ kiến thức của bạn tới đâu thì tiền của bạn sẽ có tới đó cho nên vì vậy là chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta có bằng đại học chúng ta có bằng thạc sĩ và tiến sĩ là chúng ta đủ kiến thức đâu ạ mà cần rất nhiều kiến thức mà trước đây ngồi trên ghế nhà trường chúng ta chưa từng được trang bị thì đấy là điều đầu tiên cái sai lầm thứ hai và vì chúng ta không chịu học cho nên vì vậy chúng ta chấp nhận là chúng ta phải đi chỉ bảo được chỉ bảo chúng ta bị dẫn dắt bởi người khác cho nên việc cả cuộc đời là chúng ta đi làm thôi tôi nhắc lại làm thuê không xấu nhưng vấn đề là trong quá trình chúng ta đi làm thôi chúng ta phải học được cái gì chúng ta phải trưởng thành thế nào còn nếu mà chỉ là làm thuê qua ngày đoạn tháng nhận đồng lương còm cõi để rồi sau đó tiếp tục nằm ước mơ cách xa xôi và viển vông thì chúng ta chỉ là đi xây ước mơ cho người khác mà thôi cho nên vì vậy là trong rất nhiều À, anh chị em thậm chí là học rất giỏi của các cái trường phổ thông rồi đại học thế nhưng mà cảm cuộc đời là đi làm thôi và lúc nào cũng bảo rằng là em không có cơ hội để làm chủ cuộc đời của em vì bản chất là trong công việc bạn không làm chủ được công việc thì làm sao bạn làm chủ được cuộc đời của mình đúng không ạ? Thế cho nên vì vậy là xin thưa anh các chị đây là một cái điều mà tôi rất muốn anh chị em chúng ta phải hết sức là nghiêm túc trong cái việc là ý thức được là mình không chỉ sinh ra để làm thôi à, Jack Ma cũng đã nói một câu là chúng ta có thể làm thôi 10 năm thậm chí là lâu hơn nhưng trong thời gian đấy chúng ta phải học được từ ông chủ mình cái gì mình phải nâng cao được các cái khả năng kỹ năng của bản thân ra sao và mở rộng các mối quan hệ thế nào còn nếu chỉ để làm thuê để mà nhận lương nhìn đồng hồ hết giờ đi về thì chúng ta thật sự đã là điều hối hận thứ hai rồi đúng không ạ? cho nên vì vậy là chúng ta cần phải khởi nghiệp chúng ta cần phải làm thêm một điều gì đó mà chúng ta được làm chủ công việc không cần phải người khác sai bảo không cần phải người khác khó chịu chúng ta mới làm mà chúng ta cần phải chủ động trong công việc chúng ta khởi động bằng việc là chúng ta mở một tiệm bánh nho nhỏ chúng ta bán cũng được. Chúng ta khởi động bằng việc chúng ta đi ship hàng uh, cũng được, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta phải chủ động cái công việc của chúng ta, mình tự gọi điện thoại là các anh chị ơi, em là có thể là có thời gian, em có cả cái xe máy cho nên là em xin phép là đi ship hàng. Các anh chị có hàng cứ gọi em nhé và thế là mình tự sắp xếp thời gian của mình để chúng ta kiếm thêm để chúng ta có một cái công việc mà được làm chủ thay vì cái việc là chúng ta cứ phải đi làm thôi, đúng không ạ? Thế thì đây là cái À, sai lầm và cũng là cái hối hận thứ hai trong các cuốn sách rất là nổi tiếng như là cha giàu cha nghèo thì người ta nói rằng là một trong những cái sai lầm rất dễ thấy của con người là gắn cả cuộc đời đi làm thôi và cứ giáo mồ hôi là hết tiền cứ giáo gọi chân tay ngừng chân tay là hết thu nhập cho nên vì vậy đây là cái sai lầm thứ hai và anh chị muốn tìm hiểu thêm về điều này chúng ta thể nghe bất kỳ cái clip nào của những người dạy về phát triển bản thân và cho đều thấy rằng cái làm thôi là một quá trình tương đối là đơn giản và nó giúp cho chúng ta à, đi xây ước mơ của những người khác thì đấy là cái sai lầm thứ hai và vì chúng ta đi làm thuê là vì chúng ta có cái sai lầm thứ ba cái ân hận thứ ba là chúng ta không bao giờ nghĩ rằng là chúng ta có thể dẫn dắt người khác chúng ta không bao giờ nghĩ rằng là chúng ta có thể là làm lãnh đạo được à, tôi vẫn nói trong cái clip của tôi là lãnh đạo 3.8 thì bất kỳ một ai dù bạn không có chức danh dù bạn không cần làm chủ tịch hay là tổng giám đốc bạn vẫn thể làm chủ được đó là bạn làm chủ bản thân bạn vẫn có thể dẫn dắt những người xung quanh bạn những người còn yếu kém hơn bạn nữa để mà chúng ta cùng hướng nhau về phía trước thế còn nếu chúng ta vẫn ỉ lại là mình lại phải có cái người khác là phải giật gọi như là tóc mình lên cần có người khác kéo mình đi thì mình mới làm thì đây chính là cái sai lầm lúc nào chúng ta cũng cần người khác tạo động lực lúc nào chúng ta cũng cần người khác là phải gọi như là chỉ bảo rồi dạy dỗ chúng ta bản thân mình còn không chỉ bảo được mình bản thân mình còn không dẫn dắt được chính mình thì làm sao lại cứ phải đi trông chờ vào người khác như vậy đúng không ạ cho nên vì vậy tôi vẫn nhắc lại câu nói rất nổi tiếng trên máy bay khi mà các tiếp viên hàng không giới thiệu là nếu mà trong trường hợp sự cố xảy ra thì bạn phải đeo mặt nạ cho bạn trước rồi mới đeo mặt nạ cho những người xung quanh và giúp đỡ những người xung quanh thì bạn mà còn chưa làm tốt cái việc đó cho chính mình thì làm sao bạn giúp người xung quanh được đúng không ạ cho nên vì vậy là chúng ta cần phải có một ý thức về việc là làm tốt cái việc của mình và đặc biệt chúng ta tạo mọi điều kiện, mọi cơ hội để giúp đỡ và dẫn dắt người khác. Cho nên vì vậy trong lý thuyết và lãnh đạo của tôi là tất cả mọi người đều có thể trở thành người dẫn đường. Tôi không nói anh chị trở thành lãnh đạo lớn mà tôi nói là anh chị là người dẫn đường. Ví dụ ngày hôm nay anh chị làm một việc anh chị thấy rất là tốt, rất là hiệu quả. Thì anh chị giúp cho người bên cạnh, hàng xóm, láng giềng, đồng nghiệp, người quen để người ta cũng làm cái việc đó. Ví dụ anh chị có một cơ hội kinh doanh rất là tốt, kiếm thêm thu nhập vào mùa dịch. Mình làm tốt rồi nhưng mà mình nên chia sẻ với người khác. Mình nên dẫn dắt với người khác. Vì vậy À là Brian Tracy đúng không ạ? Kể cả John Maxwell đều có những câu nói rất là nổi tiếng về lãnh đạo đó là lãnh đạo là sự gây ảnh hưởng không hơn và không kém. Bạn gây ảnh hưởng tiêu cực bạn cũng là lãnh đạo, bạn gây ảnh hưởng tích cực thì bạn cũng là lãnh đạo. Nhưng quan trọng bạn phải gây được ảnh hưởng cho người khác và người khác làm theo bạn. Và ở đây tôi muốn rằng chúng ta đều là những người gây ảnh hưởng tích cực cho người khác đúng không ạ? Thì đấy là cái điều thứ ba. Nếu chúng ta không làm sớm điều này thì chúng ta sẽ rất ân hận bởi vì anh chị biết rằng là ngày xưa à các cái vị lão thành cách mạng, các cái tiền bối của chúng ta, ví dụ tổng bí thư Trần Phú là 27 tuổi đã viết luận cương chính trị, đúng không ạ? À, bác Hồ của chúng ta 21 tuổi đã ra đi tìm đường cứu nước. Đúng không Hay là bác Võ Nguyên Giáp rất là trẻ tuổi đã là đại tướng để mà dẫn dắt những cái chiến dịch rất là lớn giải phóng đất nước. Vậy thì thưa anh các chị là chúng ta bây giờ đã 30 tuổi rồi, 40 tuổi rồi mà vẫn bảo chúng ta chưa đủ tuổi. Thì đến bao giờ chúng ta mới đủ tuổi đúng không ạ để mà chúng ta gọi như là 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 có được cái sự phát triển và nhận thức đây là cái sai lầm cái ân hận rất lớn của chúng ta sau này à, chúng ta không bao giờ nghĩ rằng là chúng ta có thể là dẫn dắt được người khác chúng ta không bao giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta thể ảnh hưởng đến người khác thế cho nên vì vậy là chúng ta làm sao ạ có cái cái sai lầm tiếp theo là chúng ta luôn luôn phải làm theo đám đông chúng ta luôn luôn phải nghe lời người khác chỉ dạy chúng ta luôn luôn phải phụ thuộc vào hành động của người khác và cách nghĩ cách nhìn của người khác thì thôi cái này tôi không muốn nói rồi đúng không ạ học cũng là học vẹt làm cũng là làm theo, suy nghĩ cũng không được độc lập. Thế cho nên vì vậy là chúng ta thấy rằng người ta nói là độc lập tự do hạnh phúc. Chúng ta không độc lập được. Đúng không ạ? Lấy vợ, lấy chồng cũng là do bố mẹ bảo. Làm nghề gì cũng là do người khác bảo. Phải không ạ? À, gắn bó với cả đơn vị nào cũng là người khác yêu cầu. Mình rất muốn làm việc này nhưng mà lại thấy rằng không ai làm giống mình thế là cũng có cái vòi lại. Thấy rằng bây giờ ta kinh doanh online rất là hiệu quả. Thế nhưng mà lúc nào cũng chỉ nói là ui rồi em không làm được đâu, vì cả cơ quan em trái làm cả. Thế làm sao mà em làm được? Và anh chị nên nhớ rằng là chỉ có những con cá bơi ngược chiều thì nó mới là những con cá có thể trưởng thành, vượt bậc đúng không ạ? Và nó mới có thể tiến xa được ra biển lớn. Thế còn những cái con cá có loanh quanh ao hồ, bơi với cả những cái con cá gọi như là, là 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 nhút nhát khác thì cuối cùng mãi chỉ là cái ao hồ đó mà thôi, không thể vượt vũ môn được. thì đấy là cái sai lầm thứ tư. Cái tiếp theo nó là gì ạ? không làm chủ được chính mình, không dẫn dắt được ai, đi làm theo người khác và cuối cùng là không dám nói những điều mà mình muốn nói. À trước đây tôi đào tạo cho một tập đoàn khá là lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Lớp đào tạo được tổ chức ở dưới Vũng Tàu. Cái buổi tối mà khi mà ngồi à, ăn à, ăn tối với tôi thì anh ấy có khóc, anh bảo là hôm nay tớ không biết Dũng là là như thế nào nhưng tớ thấy Dũng nhiều cái hay cho nên tớ gọi như là xin uh, tâm sự với Dũng. Tớ làm một cái môi trường này tổng cộng là 30 năm. Tớ sắp về hưu rồi tớ khi là bằng tuổi bố của Dũng Thế nhưng mà trong 30 năm vừa qua tớ không biết tớ kiếm được bao nhiêu tiền Hay là tớ không biết là tớ có phải là người thành đạt về mặt chức vụ hay không Thế nhưng mà tớ cảm thấy tớ không bằng Dũng Bởi vì tớ không được nói những suy nghĩ của lòng mình Nhiều cái sếp nói sai tớ không dám can Nhìn đến đồng đội làm sai tớ cũng không dám báo cáo Nhìn thấy những người khác làm những điều mà mình không thể qua mắt được Đi ngược lại với lương tâm của mình mình cũng không dám lên tiếng Vì vậy là sống cảm cuộc đời trong im lặng Con người sinh ra có cái miệng đúng không ạ để mà nói lên những cái tâm tư nguyện vọng suy nghĩ của mình thế nhưng mà không được nói không ai cấm cả nhưng mà không dám nói ngay cả cái việc mà nói chuyện với dũng ở đây thì hạn tới phải cân nhắc đi cân nhắc lại mới dám nói bởi vì nhỡ đâu mình nói thế này dũng đã đánh giá thế này thì kia thì sao đấy là cái sai lầm và là nỗi ân hận chúng ta đợi đến bao giờ chúng ta mới nói đợi khi nào chết đóng áo quan rồi mới ngồi trong nó nói ra hay sao thế cho nên vì vậy là có nhiều cái hiểu lầm có nhiều cái chăn trở có nhiều cái bức xúc có nhiều cái tâm can chúng ta không được ai hiểu hết bởi vì đơn giản là chúng ta không dám nói lên tiếng lòng của mình và đấy là sai lầm thứ năm sai lầm thứ sáu không nói những việc mình muốn nói không dám làm những việc mình muốn làm cái gì cũng xin ý kiến cấp trên cái gì cũng xin ý kiến bố mẹ cái gì cũng xin ý kiến là người thân cái gì cũng phải đi hỏi khắp nơi tôi nhắc lại anh chị lần nữa là gì ạ ngay cả bạn bè bạn bè thân là khác đấy họ luôn tạo thành một cái vòng tròn là mình là một thành viên trong cái vòng tròn đó Thế bây giờ tự nhiên có một người trong vòng tròn đó lại hỏi rằng các bạn ơi bây giờ mình rời khỏi vòng tròn này để lên một vòng tròn cao hơn các bạn có đồng ý không? Thì chắc chắn là chẳng ai ta vui vẻ với điều đó là người ta sẽ bảo rằng ôi mày bị điên là mày làm việc đó. Thế cậu bị giờ hơi mà cậu làm cái việc như vậy. Ôi xung quanh đây cậu thấy có ai làm như vậy đâu. Vì vậy hãy ngồi cùng với bọn tớ đi. Tại sao cậu lại đi học tiếng Anh vào giờ này ngồi uống bia bọn tớ tốt hơn chứ? Tại sao cậu đi bán hàng? Ê, cậu đang là công chức nhà nước mà tại sao lại đi bán hàng? Ô tại sao cậu lại kinh doanh trong một lĩnh vực như vậy? Lĩnh vực đấy không kinh doanh được đâu. Nếu mà dễ thế cả làng kinh doanh rồi chờ gì đến cậu? người ta toàn nói những câu như vậy và thế là mình nghe người ta và thế là chúng ta tiếp tục ở lại trong cùng cái vòng tròn đó với họ và cuối cùng là chúng ta làm sao chúng ta cứ mãi gọi như là trung bình cộng thành công và là trung bình cộng trung bình của cái vòng tròn mà chúng ta thuộc về vì vậy tôi nhắc lại là chúng ta nên làm những cái việc mà chúng ta cảm thấy đúng là được cái khái niệm đúng sai là một khái niệm rất rất là vô cùng đời ông mình có thể là đúng đời bố mình điều đó có thể là đúng nhưng đến đời mình nó không còn đúng nữa ngày xưa ở quê mẹ mình làm như vậy là tốt mẹ mình làm như vậy là hay nhưng mà đến bây giờ thì mình thấy nó vậy không phải nữa ngày xưa thầy mình dạy trên lớp là đúng ngày xưa cái chân lý đó nó là tuyệt đối không sai thế nhưng bây giờ trong thời đại này thì cái lý thuyết đó bắt đầu nó sai cái cách làm đó bắt đầu không phù hợp vậy thì mình phải làm khác đi chứ tại sao cứ ngồi trông chờ như vậy đúng không và đó chính là cái sai lầm rất lớn là cái sai lầm thứ sáu và vì không nói được và vì không làm được cho nên vì vậy lúc đó cũng cảm thấy là mình là kẻ tự ti lúc nào mình cảm thấy là sinh không đúng thời lúc nào cũng cảm thấy mình là vô dụng lúc nào mình thấy thật là hèn kém và đấy chính là cái sai lầm thứ tám à, xin lỗi thứ bảy đúng thật đi đến cả nửa cuộc đời ba bốn mươi tuổi rồi vẫn chưa thấy có thành tựu gì đúng không ạ cứ cho nó cứ bảo tại sao là phụ thuộc vào chồng cứ bảo là tại sao là bị uh, vợ khinh tại sao cứ bảo là bị gọi như là người khác không tin tưởng bởi vì đơn giản rằng là cảm quãng đời dài như vậy 18 tuổi là trưởng thành, 22 tuổi tốt nghiệp đại học Cứ cho anh học đến tiến sĩ nữa thì 30 tuổi là hết Thế vậy mình lại còn muốn học cái gì nữa Anh còn đợi đến bao giờ để mà Có điều kiện thành công nữa Cho nên vì vậy là lúc nào cũng gọi như là chủ trừ Lúc nào cũng đợi điều kiện chín mùi Lúc nào cũng gọi như là mong Thế này mong thế kia Vì vậy là đợi lúc hoàn hảo chúng ta mới làm Thì chẳng có gì để mà hoàn hảo cả Vì vậy thấy mình rất là tầm thường đi họp lớp thấy bạn bè ngày xưa nó đều là chép bài của mình nó đều là học dốt hơn mình vậy bây giờ nó toàn là trưởng phòng nó đều là giám đốc nó đều là ông chủ này bà chủ kia còn mình thì thôi cứ lẹt đà lẹt đẹt như vậy thế và cuối cùng là để cho thời gian trôi đi rất là lãng phí đấy là cái sai lầm gì ạ đấy là cái sai lầm thứ bảy cái sai lầm thứ tám là sao ạ có cơ hội để làm có người mang đến cơ hội để làm Thế nhưng mà cuối cùng lại bỏ lỡ bởi vì đơn giản là không dám chấp nhận bất kỳ rủi ro gì hết. Trong cả cái tháp nhu cầu của Maslow thế này chúng ta chọn ngay cái tháp thứ hai đó chính là cái bậc về an toàn. Chỉ muốn ra trường có một công an việc làm, chỉ muốn ra trường có một chỗ ổn định, chỉ muốn làm sao chạy được 500 triệu và một nơi ta trả được 5 triệu một tháng là cảm thấy ổn lắm rồi, đủ lắm rồi. Thế nhưng vấn đề là đủ so với cái gì và ổn so với cái gì đúng không ạ? Trong khi thế giới đang tiến lên ở ngoài kia, trong xã hội đang phát triển thế này thì mình cứ gọi như là lấy cái chuẩn riêng của mình ra xong đó bảo rằng em còn là người không quen về việc cạnh tranh em không quen về việc là phải đấu đá với nhau làm sao nó phải khổ cực như vậy và tóm lại là cứ loanh quanh trong một cái thế giới riêng trong một cái chuẩn mực riêng của mình người ta gọi là đấu mãi trong cái ao làng rồi là về nhà nhất mẹ nhì con tự khen nhau như vậy còn ngoài kia thì mình tụt hậu rất nhiều rồi trong khi tiêu chuẩn đặt ra là chỉ có một căn chung cư tầm khoảng 70 mươi mét vuông thấy quá hạnh phúc thế rồi ngoài kia ta toàn ở chung cư 200m, 300m, thậm chí là penthouse Xong rồi người ta ở đến biệt thự Thậm chí bây giờ ta ở cả những cái Gọi như là 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 là, là Biệt thự lớn cả nghìn mét Thì mình vẫn cứ loay hoay với cái việc là 70 mét vuông mà sao bảo rằng đấy là cái Chân lý của cuộc đời Người ta ở được mấy đâu, ăn là chính Chứ ở được mấy Thế cuối cùng là tóm lại chúng ta Gặp rất nhiều cái khó khăn Hiện nay chúng ta đang có hai cái sự công bằng Một là công bằng mặt thời gian Và hai là công bằng mặt cơ hội cái thời kỳ Covid thế này cái thời kỳ 4.0 thế này nó chính là một những cái khúc cua quan trọng trong cuộc đời và nếu bạn bắt kịp với những khúc cua đó bạn dũng cảm chấp nhận rủi ro bạn vượt về phía trước thì tất nhiên đã là đầu tư thì có thể là không được gì hoặc có thể được rất nhiều thế nhưng nếu bạn không làm gì cả bạn không đầu tư gì cả bạn không đầu tư cho học hành bạn không đầu tư tiền bạc để kinh doanh bạn cũng chẳng đầu tư thời gian để nghiên cứu gì đó bạn cũng chẳng đầu tư để xây dựng các mối quan hệ thì đương nhiên là bạn không có gì bạn đu the same thing đúng không ạ in the same time by the same way làm cùng một cách với cùng người ta trong cùng một thời điểm thì mình đã đi sau người ta rồi thì mãi mãi mình là người đi sau làm sao tạo ra kết quả khác biệt mà vượt lên được cho nên vì vậy cái này là sai lầm. Tiếp theo. Và cái sai lầm nữa đó là sao ạ? Đó là sai lầm nữa là à, muốn làm thì chỉ có làm một mình, không bao giờ có sự hỗ trợ của đội nhóm. Không bao giờ tin tưởng vào người khác. Không bao giờ biết phát huy sức mạnh tập thể các cụ nhà mình nói rồi làm một mình thì đau tức ăn một mình thì cực thân à ngược lại là làm một mình thì cực thân ăn một mình thì đau tức cho nên cái xã hội bây giờ nó gọi là xã hội kết nối và vì là xã hội kết nối thế cho nên vì vậy bạn không thể nào mà làm một mình được trước đây bán hàng online bạn bán một mình đúng không ạ trước đây bạn khởi nghiệp thậm chí bạn khởi nghiệp một mình thế nhưng bây giờ nó phải có tinh thần là win 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 tôi kết hợp với bạn tôi cũng thắng bạn cũng thắng công ty cũng thắng xã hội cũng được Đúng không nào? Thế còn bây giờ mà chúng ta cứ một mình như vậy Thì tôi nhắc lại lần nữa là chúng ta lo hết từ khâu A đến khâu Z Không có ai chia sẻ lúc khó khăn Không có ai đồng hành lúc thành công Không có ai khuyên giải, không có ai ngăn can Cho nên khi tôi đọc lại các cái tác phẩm lớn của Trung Quốc trước đây Như là đường Tam Tạng Đi lấy kinh còn người có bốn người Khởi nghĩa Lương Sơn là phải có tận 108 vị anh hùng Có ai giống ai đâu Nhưng họ có thể làm được một cái sự việc nào đó hay là trong tam quốc chẳng hạn đúng không ạ anh chị thấy ông bao giờ có câu là ví dụ tào tháo định khởi quân đi nhưng có một tướng ra ngăn cản rằng rồi tào tháo lại thuận theo đấy tức là nó luôn luôn phải có người bổ sung điểm này bổ sung điểm khác cùng phối kết hợp với nhau chứ làm sao mà một người có thể làm tất cả mọi việc đúng hắn từ đầu đến cuối được thế nhưng mà chúng ta khi mà kết hợp với nhau rồi làm điều gì đó rồi đấy để chúng ta lại nghi kỵ đúng không ạ chúng ta lại không tin tưởng để chúng ta lại tìm cách là tranh khôn nên tôi hay nói đùa một câu là khôn như anh chị quê tôi đầy quê tôi quảng ninh mà nhiều người khôn phết đấy dạ thế nhưng mà không thể nào mà cứ tranh khôn mãi như vậy chúng ta không thể cục bộ chúng ta không thể nào mà cứ nghĩ rằng mình là tài năng như vậy được thì cái này là cái sai lầm tiếp theo ân hận là đã không sớm bắt tay cùng với mọi người để mà chúng ta có thể cùng nhau gây dựng một sự nghiệp lớn cho nên vì vậy là doanh nghiệp ra đời nhưng mà nó cứ leo bé 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 nó cứ lưu diêu lưu diêu nhỏ nhỏ cũng lớn được dòng sông nước chảy lưu diêu cũng lớn lên được đấy là cái câu chuyện và cái sai lầm cuối cùng nữa Nói rất nhiều lần rồi đó là chúng ta không có được cái gì ạ Không có sự kiên trì Không có được cái sự kiên định Không chấp nhận rèn luyện Đúng không ạ? Và chúng ta cũng không chấp nhận cái việc là Vượt qua những khó khăn thách thức Một cách can trường để đạt được cái mục tiêu ban đầu đặt ra Mục tiêu ban đầu đặt ra là to như thế này Nhưng chỉ cần gặp bất kỳ khó khăn thì lập tức là hạ mục tiêu xuống, tụt xuống chỉ cần gặp bất kỳ khó khăn gì cái lập tức là đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan đổ lỗi cho người khác không bao giờ nhận lỗi về riêng mình cho nên cái này là một cái sai lầm rất là lớn đúng không ạ không kiên định đẽo cày giữa đường đứng núi này trông núi nọ và nó biến cái việc mà chúng ta khởi nghiệp nó thành một thói quen liên tục khởi nghiệp và biến cái thất bại nó thành thói quen luôn nay thì khởi nghiệp trong lĩnh vực này đúng không ạ mai thì khởi nghiệp trong lĩnh vực khác nay thất bại nhỏ mai thất bại lớn xong lại cứ bảo là thất bại là mẹ thành công đúng thất bại là mẹ thành công thật nhưng nếu thất bại một hai lần thì còn được đằng này thất bại với mẹ thành công cái kiểu gì mà thất bại đến bao nhiêu lần rồi và cuối cùng nó thất bại đã trở thành một cái thói quen thì không thể chấp nhận được nữa đúng không ạ vì vậy là cần phải nhanh chóng có được cái suy nghĩ có được cái cách hành động có được cái cách làm nó thật sự là phù hợp nó thật sự là hợp lý để làm sao mà chúng ta thành công nhanh chóng và giúp cho người khác thành công chứ không thể nào mà cứ tiếp tục là thất bại một cách nó tràn lan như vậy được thế thì xin thưa anh các chị là trong một cái thời gian không dài 20 phút thôi tôi đã cố gắng chia sẻ với chị gọi là 10 cái ấy, sai lầm lớn 10 cái nỗi ân hận lớn trong đời người chúng ta và cứ mỗi một lần mà chúng ta cứ bảo là em cần phải thêm chờ đợi em cần phải thêm thời gian thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ không có được thành công trong cuộc sống đâu ạ à, có ba loại người trong xã hội anh chị em nhé một loại người đấy là luôn không bao giờ sẵn sàng hết, không bao giờ sẵn sàng có là giúp thế nào họ chẳng nữa họ cũng không làm gì hết thì thôi loại này thì kệ họ thôi đúng không ạ họ sống thuận tự nhiên chịu rồi cái loại thứ hai nữa là cần thêm thời gian để sẵn sàng Lúc đã bảo là dạ tháng sau rồi là năm sau Rồi là thế kỷ sau Đúng không ạ? Họ có vẻ sẵn sàng đấy Nhưng mà sẵn sàng của họ là bằng mồm Và họ cần thời gian thêm để sẵn sàng Và loại người thứ ba nữa là sẵn sàng ngay từ bây giờ Chỉ cần sau khi clip để đóng lại Bạn lập tức ra ngoài kia thực hiện Những cái điều mà sẽ giúp cho bạn không cần phải ân hận mai sau nữa Nếu chúng ta không chịu được Cái gọi như là cái nỗi khổ sở của cái tính kỷ luật và cái tính cam kết thì mai sau chúng ta phải trả giá rất là nhiều về phía sau thôi cho nên vì vậy là rất mong anh chị em là chúng ta hãy trở thành cái loại người thứ ba tức là không cần thêm thời gian nữa đâu ạ à, tôi nhắc lại là làm một việc gì đó cần có sự chuẩn bị thế nhưng mà chuẩn bị nó khác với việc là bạn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi bạn vẫn không có dám bắt đầu cho nên vì vậy hãy bắt đầu và tôi tin rằng các bạn sẽ thành công đặc biệt là các bạn sẽ có đủ cái năng lượng để vượt quãng giai đoạn khó khăn như covid bây giờ để chúng ta có thể tạo dựng một cái sự nghiệp một con đường khác nó rất là tích cực rất là tuyệt vời dành cho chúng ta À, chúc các bạn thành công và hẹn các bạn ở clip tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại